Xin chào các bạn lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay là một video khá là đặc biệt, vì Ship không kể chuyện ma cũng không reaction ma, mà Ship cho các bạn xem hình lúc nhỏ của Ship trông như thế nào. Đây là một trong những số ít mà Ship chụp lại ở trong album lúc nhỏ của Ship, chắc cũng khoảng 100 tấm các bạn. Nhưng mà Ship cho các bạn xem chừng 20 tấm thôi, tại vì Ship chưa chụp hết. Bức ảnh đầu tiên, Ship đang ôm một con chó các bạn, mặc một bộ váy rất là dễ thương. Cái này chụp ở đằng trước nhà Ship, lúc trước Ship ở Bình Dương các bạn. Tầm này chắc cỡ 2-3 tuổi gì đó, Ship không nhớ nữa. Ok, bức này thì Ship chụp chung với ba Ship các bạn. Ship được mấy tháng tuổi á, nhìn được mà. Ok, còn bức này là Ship đi Hảo Cầm Viên sở thú ở Sài Gòn các bạn. Lúc này là Ship đang học cấp 1 ở Sài Gòn rồi. Ship học cấp 1 ở trường Trần Quang Khải, quận 1. Mặc yếm được các thứ, mặt hơi nhăn. Các bạn có thấy giống mặt giờ không? Ok. Tấm này hơi bánh bèo. Bánh bèo giả màng. Cái này mẹ Ship dẫn Ship đi studio chụp các bạn. Mẹ Ship cũng hay dẫn Ship đi studio chụp lắm. Cái tấm này lúc sinh nhật Ship không nhớ là mấy tuổi nữa, mà mặt hơi quạo, tại vì Ship không thích hát bính các bạn. Okay. Tấm này Ship đang ăn bắp. Đằng sau có một con chó. Con chó này là con chó Ship ôm chụp hồi nãy các bạn. Tầm 4 tuổi vậy, chắc 3 tuổi. Ship nghĩ vậy, chứ còn không nhớ nữa. Ship như là bị mất ký ức hồi còn nhỏ vậy các bạn. Ship không nhớ vậy đó. Tấm này là phòng học của Ship. Lúc này Ship cỡ lớp 5 các bạn. Ôm nhớ ôm nhách nè, hơi đen. Tấm này là giống như tấm cầm dù hồi nãy. Ship không nhớ là nhỏ hơn hay lớn hơn hay bằng tuổi nữa. Nhưng mà cái đợt này mẹ Ship cho Ship chụp studio hơi bị nhiều. Cũng chung cái studio đó. Hình như là 3 tuổi các bạn. Hình này Ship hồi còn nhỏ. Ship không nhớ cái nhà này là cái nhà nào, tại vì Ship còn nhỏ quá các bạn. Cái mặt nó hơi bột bỉnh tí. Bước này là được bà nội ba mẹ gì Ship cũng nhớ nữa, để lên cái xe Charlie á, rồi chụp hình. Nhìn mặt lúc này mập ù luôn các bạn. Ok, so deep. Tấm này so deep. Diễn được cái thứ Ship nghĩ là Ship diễn gì luôn á. Ok, thì một tấm nữa. Tấm này cũng trong studio đó luôn. Nhiều hình trong studio lắm luôn á. Hình này là Ship chụp chung với bà nội của Ship rồi. Bà nội đang ôm Ship. Tấm này cũng là cái tấm đi sở thú hồi nãy, mà chụp chung với anh họ của Ship. Ok. Và tấm này là chụp chung với mẹ Ship. Đây là mẹ Ship lúc còn trẻ các bạn. Nếu so với bây giờ chắc là hot girl đó. Mẹ Ship là hot girl. Cái này là cô Ship gửi hình mẹ Ship với Ship lúc chụp chung studio lên báo để dự thi các bạn. Ship được giải á. Các bạn có thể đọc được. Mẹ là Nguyễn Thị Kim Lan, 22 tuổi, nội trợ. Con là Nguyễn Vĩnh Lan Uyên, 2 tuổi, phường 15 Bình Thạnh. Ủa, lúc này Ship 2 tuổi hả ta? À, hình như là mỗi lần sinh nhật 1 tuổi là Ship được dẫn đi chụp studio một lần các bạn. Cái này là chụp chung với anh Ship. Bây giờ anh Ship đi Mỹ rồi. Cái tấm này là sinh nhật lúc 3 tuổi. Bộ đồ áo dài này là cô 2 Ship may cho Ship các bạn. Nhìn dễ thương không? Ok. Tấm này là tấm Ship nghĩ là đẹp nhất trong tất cả các tấm chụp studio các bạn. Đây là tấm đẹp nhất, dễ thương nhất. Cái điệu cười cũng giống như cái điệu cười bây giờ, mà nó ngây hơn hơn. Ok, Ship vừa cho các bạn xem 20 tấm ảnh trong cả trăm tấm ảnh mà Ship được chụp lúc nhỏ. Thì Ship mới chia sẻ một chút về Ship cho các bạn biết. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của Ship. Nếu các bạn thích những video của Ship thì hãy nhớ nhấn chuông đăng ký kênh cũng như là like và share. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.